Nóng nóng nóng, mẫu mới về bà con ơi. Hàng đẹp, giá tốt, chất lượng cao, áo phông One Piece, link ở dưới mục mô tả nhé. Top 7 nam thần dậy thì thành công nhất thế giới hải tặc One Piece. Xin chào toàn thể 500 anh em của Bà Tạc Xăm Soi. Dạo này thì anh em thế nào? Chứ mình thì lịch trình cả ngày, chỉ gói gọn trong 3 chữ đơn giản thôi: ăn, ngủ và y. Thiết nghĩ thì những lúc như thế này thì mới thấy mình có ích cho xã hội phết anh em ạ. Nam Ly ở nhà thì cũng là anh hùng yêu nước. Thời buổi này, cô đơn cũng được chứ đừng Covid, FA thì cũng được chứ đừng F0. Khó tính, kỹ tính thì cũng được chứ đừng dương tính, anh em nhớ nhá. À mà thôi, trở lại với video đi ông ơi. Không vòng vo tam cốc nữa và hãy cùng mình đến với top những màn dậy thì thành công nhất trong One Piece. Một, Luffy mũ rơm. Ngay ở tập đầu tiên của One Piece, chúng ta đã thấy được sức mạnh của Luffy hơn hẳn người bình thường. Chỉ bằng một cú đấm đơn giản thì đã cho mũ Avisa bay tít tận 9 tầng mây, giảm 100 cân mỡ. Thế nhưng đâu ai biết khi mà cậu lên 6, cậu chỉ là một thanh niên hoi, suốt ngày leo nhéo đi theo xanh, đòi uống nước ngọt, ăn trái cây, uống trà sữa Toko nhấp nhô. Có thể nói lúc này mặc dù đã được ông cậu rèn luyện khá nhiều, cho chơi hết bóng bay đến bóng tối ở đây. Thế nhưng theo mình thì mấy bài tập đấy thì chỉ làm cho Kulu thêm phần ngáo đá hơn, chứ không thấy tăng thêm được cả miếng sức mạnh nào cả. Kể cả là có ăn được trái quỷ thì cũng không làm cậu bớt phế hay thậm chí lúc còn vô dụng hơn bình thường vì mất đi khả năng bơi lội. Và yếu thì thường đi kèm với đắp chiếu, đúng không? Nếu như ngày đó không có xanh xả thân cứu cậu khỏi con thủy quái thì giờ chúng ta ăn cái rỗ thứ 20 của Kulu là vừa đẹp. Chưa hết, độ ăn hải của Luffy còn được thể hiện khi mà cậu chuyển đến sống với cùng hai người anh em là A và Sabo. Không biết thì Gap đã gửi hai người cho Raiden làm gì khi mà A thì đã sớm vượt mặt cả Raiden và tự đi săn. Còn thằng em ghẻ Luffy thì suốt ngày léo đéo đi theo như là theo mẹ lên nương. Thậm chí còn có lần thằng cô em thì suýt chết vì bị bỏ rơi ở trong rừng. Rất may là với Haki nhân vật chính nên Luffy thì vẫn sống sót đến giờ này. Đỉnh điểm là việc để băng Pochmi bắt được và đưa về tra tấn. Có thể thấy thì lúc này A chỉ hơn 2 đến 3 tuổi nhưng đã đánh bại được cả một người cá, kẻ thậm chí còn mạnh hơn cả người trưởng thành. Luffy lúc này thì yếu hơn cả cọng rơm, đến phản kháng thì cũng không xong. Thậm chí đến năng lực trái quỷ có nhưng mà cũng không biết dùng. Tuy nhiên thì đó chỉ là chuyện của 20 năm trước. Sau hơn chục năm rèn rũa, luyện tập, cậu thì đã lột xác hoàn toàn, không còn là thằng bé ngây thơ, yếu đuối như trước nữa. Cậu thì là một trong số ít người có thể sử dụng cả 3 loại haki, sử dụng được cả haki vũ trang cấp cao. Năng lực trái quỷ mà A đã từng cho rằng là phế vật, dưới trí tưởng tượng của Luffy đã được nâng lên một tầm cao mới với cực nhiều dạng biến hóa. Sức mạnh của Kukasu thì cũng được đánh giá qua số tiền truy nã là hơn 1,5 tỷ, cao thứ 5 cho đến hiện tại. Có thể nói rằng đây là viên ngọc sáng giá trong hàng ngũ các siêu tân tinh. Thậm chí thì cậu còn đang thể hiện mình là người có khả năng đánh bại được Kaido, kẻ mạnh nhất thế giới. Luffy thì đã chứng minh cho mọi người thấy rằng chỉ cần có quyết tâm sẽ làm được hết. Giang hồ thì cũng cần phải có học thức, ăn cướp thì cũng cần phải có lương tâm. 2. Kobe tóc tím. Con trai yếu đuối thì gọi là good boy, con trai tóc hồng, biết đọc rap thì người ta gọi là Binzy. Còn con trai vừa yếu đuối lại còn tóc hồng thì là Kobe. Là nhân vật được xuất hiện trước cả nhân vật chính, Kobe là Gen Z yếu đuối, thân hình của một học sinh tiểu học và quả tóc hồng thì không thể lẫn vào đâu được. Lần đầu gặp Kulu thì cậu vẫn đang là chân Oshin kiêm thủy thủ đoàn cho chị gái thích chơi trì là Avisa. Người xưa có câu, trai 17 bẻ gãy sừng trâu, còn thứ duy nhất mà Kobe khi đó có khả năng bẻ được đó chính là giới tính của mình. Chỉ cho đến khi gặp được Luffy, Kobe thì mới được chân lý của đảng soi dọi. Ước mơ làm hải quân của cậu một lần nữa lại trỗi dậy. Sau khi được gia nhập vào hải quân, tóc hồng đã luyện tập như One Punch Man. Cùng với đó là sự dạy dỗ của phó đô đốc hải quân là Gap, Kobe thì đã thực sự lột xác. Từ một người chỉ với chiều cao của một đứa trẻ lớp 5, chỉ khoảng 1m1 đến 1m2, cậu thì đã dậy thì thành công, cao thêm gần 50cm chỉ trong vài tháng, nhanh hơn cả tốc độ mọc sừng của Phí Phương Anh. Cả khuôn mặt và đôi mắt của cậu thì cũng hết cận và thay đổi không khác gì là mới đi Thái về. Về sức mạnh, Kobe còn sử dụng được cả tuyệt chiêu Suru của CP9 để tấn công Luffy. Tại Marineford, mặc dù bị Luffy đánh bất tỉnh nhân sự chỉ sau một lần đánh, nhưng đổi lại sau khi mà thức dậy, cậu thì đã thức tỉnh được Haki quan sát trước cả miên chính. Sau 2 năm time skip, Kobe thì đã nhảy lên được chức đại úy, làm thuyền trưởng của một tàu hải quân. Trong tập 879, chúng ta thì cũng có thể thấy được sự tiến bộ một cách rõ rệt về sức mạnh và tốc độ cũng như haki quan sát của thanh niên này khi bảo vệ vương quốc Dead Rosa.
Khi đó thì Kobe đã cảm nhận được chính xác vị trí của ngư lôi, sau đó thì bơi nhanh theo và chặn lại bằng tay không. Trong episode of Luffy, cậu ta thì còn tay không phá vỡ được cả một quả cầu bọc kim loại với Haki vũ trang. Thực sự thì cậu đã thay đổi quá nhiều so với tên Crab yếu đuối ở đầu phim. Nếu như không có sự xuất hiện của Kulu thì không biết giờ này cậu thì vẫn đang trôi giặt ở phương trời nào nữa. 3. Xanh tóc đỏ. Được xếp vào tầng lớp tứ hoàng, một trong những hải tặc mạnh nhất mọi thời đại. Ít ai thì biết được rằng 30 năm trước Xanh thì cũng chỉ là một đứa nhóc 9 tuổi thực tập ở trên tàu của Roger. Lúc đó thì phần lớn thời gian trong ngày của anh là ở bên cạnh Buggy. Tuy nhiên thì thay vì ngồi lướt TikTok hay là solo ra xua giống như giới trẻ thời nay vẫn hay làm, thứ mà hai người này làm đó là tranh cãi về những việc như là Nam Cực hay Bắc Cực lạnh hơn, hay việc bản tin ngày hôm nay thì vẫn chưa có tin gì về Roger mà toàn về dâu trắng, vân vân. Lúc này nói hơi xúc phạm, thế nhưng sức mạnh của Xanh thì có lẽ cũng chỉ ngang ngửa so với hề Buggy. Tuy nhiên từ sau khi mà rời băng thì không biết anh đã được cao nhân nào chỉ dạy. Sau khi công ty của Roger giải thể được 14 năm, sức mạnh của anh thì đã thay đổi. Anh lên đường đi tìm cho mình một băng hải tặc riêng để khởi nghiệp. Khi gặp được Luffy ở đảo Goa, Xanh thì đã rất mạnh vì những nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong băng của anh thì đều đã được tập hợp đầy đủ. Chỉ 6 năm sau khi mà rời xa Luffy, Dương Quá Đại Hiệp thì đã được công nhận là tứ hoàng trẻ nhất khi mới chỉ 37 tuổi. Tức là khoảng 24 năm để từ một tập sự trên tàu của Roger chỉ dám đánh nhau với đám Crab của băng dâu trắng, trở thành một trong 4 vị vua của biển cả, đứng ngang hàng với ông ta. Qua một số chi tiết cho thấy Xanh thì cũng có thể sử dụng thành thạo các loại Haki. Haki bá vương của anh còn mạnh gấp đôi Luffy. Sức mạnh vật lý của Xanh thì cũng không phải hàng tầm thường khi chỉ bằng một tay đã chặn được đòn đánh của nhiều thanh niên có máu mặt như là Dâu Trắng, Akainu hay là Mihawk. Bên cạnh đó thì tóc đỏ còn sở hữu cho mình một số tài năng như khả năng đấu kiếm, bơi lội và khả năng chịu nhục, vân vân. Đã vậy thì trông chú còn đậm chất người trưởng thành, sẹo mặt, sẹo tay đủ cả. Sương sương như vậy thì liệu đã đủ gọi đây là dậy thì thành công chưa? À, mà đấy là anh mới chỉ sử dụng một tay thôi đấy. Chứ nếu mà anh có đủ cả hai tay ấy, thì chắc là xin cái tuổi hết. 4. Sabo. Trong hồi ức của Luffy, Sabo xuất thân là một con nhà quyền quý của Vương quốc Goa. Giống như các anh em 2K3 hiện nay, cậu thì được dòng tộc và bố mẹ đặt trên mình trọng trách là phải học tập giỏi giang, nhưng mà không phải để giúp Goa sánh vai với cường quốc Nam Châu, mà là để trở thành trạn vương. Ngược lại với mong muốn đó thì trong cậu lại luôn luôn cháy bỏng, khao khát được làm tôn hành giả, chu du khắp mọi nơi và viết lại câu chuyện về đời mình. Với xuất phát điểm sức mạnh hồi bé thì không có gì quá đặc sắc. Đã vậy thì cậu lại còn mất toàn bộ trí nhớ sau khi bị đắm thuyền bởi lũ Thiên Long Nhân. Hình như là những thành viên tóc vàng, tên thì có chữ S và chơi với lửa thì thường có số phận giống nhau thì phải. Sinh ra trong gia đình quý tộc, bị cha mẹ ruồng bỏ, rời khỏi nhà và suýt bị giết chết. Nhưng nhờ có Dragon cứu sống và dạy dỗ, đứa trẻ ngày nào đã trở thành một thanh niên mạnh mẽ, có sức mạnh đứng thứ hai trong quân cách mạng, kể cả khi mà chưa có năng lực của trái Meramera. Tại Arcterosa, khi đối đầu với Jesus Berzot, thuyền trưởng đội 1 của băng dâu đen, Sabo thì đã dễ dàng đi đường quyền, hạ gục hắn chỉ với một đòn. Cậu thì cũng thể hiện mình là có thể đánh ngang kèo với đô đốc của tím, tạo thời gian cho Luffy đánh bại đô Flamingo. Đồng thời thì mặc dù đã bị chấn thương sọ não dẫn đến việc là mất trí nhớ, nhưng khả năng phân tích và đánh giá tình hình của cậu thì vẫn còn đó. Bằng cách tính toán trọng tâm của sàn đấu, cậu thì đã tay không phá hủy toàn bộ sàn đấu ở Dressrosa. Sabo thì còn được chọn làm chỉ huy phó quân cách mạng, chứng tỏ chiến thuật của cậu thì cũng không phải dạng bình thường. Bên cạnh sức mạnh, vẻ ngoài của Sabo sau khi dậy thì, so với hình tượng răng sún, mặt sẹo hồi nhỏ, hình tượng Sabo lúc trưởng thành khiến rất nhiều chị em phải cảm thấy mờ lem. Chiều cao 1m78, khuôn mặt xoái ca, ăn mặc lịch lãm, đúng chuẩn dậy thì thành thụ chưa các chị em. 5. Anh ba Sanji. Đúng, những anh chàng đẹp trai, tóc vàng, tên có chữ S và dân chơi ở lửa thì thường có số phận giống nhau. Đều là con nhà quyền quý bị ruồng bỏ trong gia đình, bỏ nhà ra đi và suýt thì chết đói, bị ép làm trạn vương. Sanji thì là anh em sinh năm với những người còn lại trong gia đình. Thế nhưng tiếc là Sanji thì lại mang gen lặn. Nhưng rất đầu thì không có nghĩ như vậy. Ông đặt ra nghi vấn rằng cậu là con của ông hàng xóm, vì nhà ông thì làm éo gì có ai có cái lông mày ngược lên như thế này. Từ đó thì ông sinh ra căm ghét cậu, còn anh em thì thường xuyên bắt nạt. Nhưng vì thể chất yếu đuối mà cậu cũng không thể đánh lại được. Cậu thì chỉ có thể là cắm đầu vào nấu ăn. Tuy nhiên thì vì quá xấu hổ về đứa con yếu đuối quá thể đáng, rất đờ thì đã phải nhốt Sanji vào ngục. Và để thoát khỏi ách thống trị, Sanji thì quyết định bỏ đi để tìm lối thoát cho riêng mình. Và sau 17 năm ra đi tìm đường cứu nước,
Đâu anh ngờ, đứa nhóc ốm yếu ngày nào thì vẫn còn sống được cho đến tận bây giờ và quay lại đá thẳng mặt những kẻ đã từng khinh thường chủ tịch. Tất cả là nhờ trải qua quá trình luyện tập của Zep 2 năm chơi bóng ở đảo Momoiro. Năng lực và kỹ năng của anh có thể nói là vượt qua cả sức mạnh công nghệ tân tiến nhất của Gemma 66. Đầu tiên là thằng em siêu nhân xanh lá Jonji bị ăn một cước biến dạng cả khuôn mặt. Những đứa còn lại thì cũng phải dè chừng khi mà đối đầu với đứa con ghẻ này. Còn rất đời thì nếu như mà không được đoàn tùy tùng làm lá chắn thì cũng không dễ dàng mà đánh bại được thằng con mà chính mình đã đuổi ra khỏi nhà. Tiếp nữa thì tại Wano Quốc với tốc độ và sức mạnh, Hakuk thì đã đánh ngang cơ với Petwan, một Tobirobo dưới quyền Kaido. Không chỉ có vậy, anh ba thì còn là một người đàn ông của gia đình, biết yêu vợ, thương con với tài nấu ăn đỉnh của Chop. Đảm bảo thì anh sẽ làm mềm lòng bất kỳ một người phụ nữ nào. 6. Zoro đầu tảo. Có thể hồi nhỏ, Zoro đã có một thể lực cực kỳ tốt, thậm chí thì cậu còn đánh thắng được nhiều người lớn ở trong vùng. Tuy nhiên thì đúng như Sanji đã từng nói, Zoro là một thanh niên não toàn cơ. Đặc biệt là khi còn nhỏ, có lẽ thứ duy nhất mà cậu thường xuyên luyện tập là sức mạnh chứ không phải là kỹ năng hay là tốc độ. Khi lần đầu đến võ quán của sư phụ Koshiro và gáy rất to, gọi người giỏi nhất ra đây. Thế nhưng thì đây là thi kiếm thuật chứ không phải là thi vật tay, nên dù có đánh bao nhiêu lần thì cậu vẫn thất bại thảm hại dưới tay con gái của đạo chủ. Mặc dù thì đã cực kỳ nỗ lực, thế nhưng những gì mà cậu đạt được chỉ giống như lời phê của cô giáo mỗi lần mà mình được 6 điểm là có cố gắng. Tổng cộng thì cậu đã thua Kuina 2001 trận. Vâng, chính xác là người muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đã thua một kẻ thân thủ phi phàm đến nỗi là thứ duy nhất giết được cô, đó là cái cầu thang. Nhưng mà cái chết đó thì chính là đòn bẩy cho sự thăng tiến sức mạnh vượt bậc của Zoro sau này. Anh thì lao vào luyện tập với mong ước là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Kết quả là một đứa cầm kiếm không khác gì Luffy, kiếm sĩ đầu rêu thì đã làm chủ được nhiều tuyệt kỹ võ thuật mà chỉ riêng anh mới có. Thể lực và tốc độ của Zoro giờ đây cũng thuộc hàng quái vật ở trong One Piece. Thậm chí thì anh còn chém xuyên qua được lớp da của Kaido, thứ mà hải quân cũng phải đầu hàng. Nếu như so sánh với hồi bé là một kẻ chỉ biết dùng sức mạnh, giờ thì Zoro có vẻ đã biết dùng não hơn trước, mặc dù thì vẫn bị mù đường. 7. Anh chàng người máy đa cảm Franky. Hình như thì danh sách này hơi nhiều người bị bỏ rơi anh em ạ. Hết Sanji, Sabo, giờ thì lại đến Franky. Anh thì bị hai bố mẹ hải tặc vứt xuống biển vì một lý do nào đó và may mắn được Tom cứu sống. Từ nhỏ thì cậu đã có niềm đam mê với tàu chiến. Cậu thì đã tạo ra vô số con tàu, từ Battle Franky 1 cho đến tận 34. Thế nhưng thì đa số những con tàu đó thì không được hữu ích như Thousand Sunny bây giờ. Thậm chí thì nó còn gây họa và ảnh hưởng đến Tom. Tóm lại thì lúc này chúng ta cũng có thể gọi Franky là sinh vật có hại. Sức mạnh của cậu thì cũng không có gì quá nổi bật nếu như không muốn nói là yếu đuối. Nhưng khi mà biến cố xảy ra khiến Franky phải thay đổi toàn bộ cơ thể bằng máy móc, nâng sức mạnh lên gấp nhiều lần so với kẻ yếu đuối trước đây. Ngoại hình thì không còn yếu đuối như trước nữa. Và chưa dừng lại ở đó, sau 2 năm time skip, sức mạnh của anh còn được cải tiến lên rất nhiều nhờ vào công nghệ tiên tiến của Vegapunk. Và quan trọng nhất, những món vũ khí được tạo ra giờ đây thì có vẻ đã thực tế hơn rất nhiều so với những con tàu chiến trước đây. Ví dụ như hai vũ khí mới đây nhất là Brachio Tank 5 hay là Kurosai FAU4 đều là những thiết bị cực kỳ đa dụng. Kurosai thì cũng là chiếc xe mà Franky đã dùng để san phẳng mặt tứ hoàng Big Mom. Bản thân Franky cũng đã được thay đổi bằng hợp kim của Wapu và không loại vũ khí thông thường nào có thể phá hủy được. Mặc dù sức mạnh của Franky đạt được thì không hẳn là do dậy thì một cách tự nhiên, thế nhưng so với lúc còn bé thì sức mạnh và suy nghĩ của anh ta đã hoàn toàn khác hẳn. Trên đây thì là một số nhân vật đã có màn lột xác cực kỳ đỉnh cao để anh em noi theo và học tập nhé. Chứ 20 tuổi đầu rồi mà vẫn còn ngồi xem một hình thì cũng chả sao cả. Vậy anh em nghĩ sao về video này? Hãy comment ngay xuống phía dưới để cho bọn mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Sugu oikakeru san. Suyo ore mo itte nakatta na. Yoshi, ikou.